Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp để xem một căn nhà rất là đẹp, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh, hẻm an ninh, khu đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khu nhà này là giữa ba con đường Phan Huy Ích, Quang Trung, Tân Sơn và gần trường Tân Sơn cũng như là chợ Cây Me. Cũng tiện đi về các hướng ở trên hướng Tây Tứ Trạch, giá chủ đang ra là 3 tỷ 35, còn thương lượng cho khách mua nhanh. Quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp để xem một căn nhà một trệt một lầu tọa lạc tại đường số 21, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, khu trường Lương Thế Vinh. Căn nhà có diện tích 3m5 x 10, sổ hồng riêng. Diện tích công nhận trên sổ là 30m2, nhưng thực tế đất đang được sử dụng là 35m2, nhưng trệt lầu bằng 70m2 sàn. Hẻm 3m, an ninh cục không mở thêm hẻm, sẽ không bị lộ giới nữa. Và nhà một trệt một lầu vào có thể là ở ngay thôi, chỉ cần sơn lại là coi như mới. Nhà hướng đông bắc cùng tây tứ trạch, đó là tại đường số 21, là coi như con đường sầm uất từ trung mấy phương đông vào đi thông qua cây trâm, gần công viên làng hoa, ủy ban nhân dân phường 8, sát trường đường Thế Vinh. Đó là các cái tiện ích xung quanh căn nhà này, cùng trạm y tế phường 8. Tiện đi ra Tân Sơn để qua Tân Bình, tiện đi lên Quang Trung để lên Phú Nhuận Bình Thạnh, tiện xuống chợ cầu để xuống quận 12 ra xa lộ Đại Hàng. Đường số 21 là con đường kẹp giữa bốn con đường lớn: Quang Trung, Lê Văn Thọ, Cây Trâm và Phạm Văn Chiêu. Quý vị đừng quên add Zalo 0906943839 để Vũ gửi thêm chi tiết căn nhà, hoặc đăng ký kênh Bán Nhà Gò Vấp và danh sách phát nhà dưới 3 tỷ rưỡi để xem thêm các căn nhà khác. Mời quý vị tiếp tục xem phim. Đây, hẻm trước nhà thực tế là hơn 3m5 luôn nha anh chị, thông thoáng.